Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài 26 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần luyện tập chung ở cái trang 37. Thì trong đây người ta có cho em các ví dụ. Ví dụ thứ nhất á, ở đây đó chính là chúng ta sẽ giải cái phương trình này. Ở đây em thấy là cái mẫu này là 3, mẫu này là 2, mẫu này là 5. Như vậy thì đây có 1 2, 3 phân thức thì chứng tỏ chúng ta phải quy đồng. Cái số mà chia cho 3, cho 2, cho 5 mà nhỏ nhất đó chính là số 30 đúng không? Khi đó chúng ta sẽ quy đồng hai bên này. Sau khi cùng mẫu 30 rồi chúng ta bỏ mẫu, khử mẫu đi. Sau đó chúng ta nhân ra, chuyển vế đổi dấu và chúng ta giải ra. Cái bài này thầy đã giải em rất là nhiều bài rồi. Và các em nhìn ở trong cái bài giải người ta thì chắc chắn ta sẽ hiểu. Đúng không nào? Ở ví dụ 2, người ta lại tiến hành cho các em ở cái bài tập đó chính là giải bài toán cách lập phương trình, và cái bài này đó chính là bài chuyển động, bài toán chuyển động. Thì các em khi mà gặp lưu ý bài toán chuyển động thì chúng ta phải nhớ quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian, và chúng ta đọc kỹ đề, vẽ sơ đồ ra và chúng ta sẽ làm. Ở đây người ta cũng đã giải các em rồi thì thầy không nói nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem phần bài tập các em nha. Bài tập ta cũng xem luôn cho thầy cái ví dụ 3 các em nha. Cái ví dụ 3 này. Ok. Ở đây gần như một cái bài toán gần như về phần hóa học đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta đi xem phần bài tập các em. Ở trong đây cho em 6 bài. Chắc có lẽ thầy sẽ giải cho em trong vòng 2 clip ha. Clip mỗi clip 3 bài. Chúng ta đi giải này. Bài 7.12. Ta sang câu A. Ở đây người ta yêu cầu em là giải các phương trình sau. Ở câu A, cái đề bài em ghi lại nha. Thì ở đây chúng ta sẽ ghi x lại này. Chúng ta sẽ lấy cái âm 3 này này, kim nhân vô đây. Âm 3 này nhân vô đây. Nhớ khi mà nhân vào dấu âm này này thì bên trong thì người ta phải đổi dấu nha. Như vậy em lấy âm 3 nhân 2 là bằng âm 6 này, thì làm rất chậm này. Âm 3 nhân âm x này, âm 3 nhân âm x là bằng cộng 3x nè. Ở đây là 2x trừ 4 này. Như vậy chúng ta sẽ chuyển x một bên và số một bên. Và chúng ta đã thống nhất với nhau là chuyển x về phía bên nào? Phía bên tay trái đúng không? Nghĩa là với bên trái đấy, nghĩa là x này. Ở đây không chuyển ghi lại này. Cộng 3x ghi lại này. Ở đây là 2x chuyển qua, trở thành là trừ 2x này. Âm 4 này ghi lại này. Cái âm 6 này chuyển qua đây trở thành là dương 6 này. Rồi ok. Như vậy x 1x cộng 3x, 1x cộng 3x bằng 4x, 4x trừ 2x là bằng cái này bằng 2x này, trừ 4 cộng 6 là bằng 2. Như vậy x ra đây là bằng mấy em? 2 chia 2 là bằng, em lấy 2 chia 2 đây bằng 1. Chúng ta kết luận vậy, phương trình có nghiệm là x bằng 1. Còn không các em có thể kết luận là vậy, tập nghiệm của phương trình là s bằng mở ngoặc ra 1 đóng ngoặc lại. Ngọt nhọn đấy em, hiểu chưa? Tiếp tục em. Ở đây chúng ta sẽ đi sang câu B. Câu B thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành quy đồng. Chúng ta tiến hành quy đồng. Còn không quy đồng thì ở đây chúng ta sẽ nhân vô, rồi chuyển vế đổi dấu cũng được. Còn không thì em quy đồng ở hai vế. Chúng ta muốn cái nào cũng được. Đây. Nếu quy đồng thì em lấy số 2 này. Ha, số 2 với số 3 ta nhân lên số 4 này. Còn không thì cái bài này chúng ta sẽ nhân ra luôn cũng được, không sao các em, không sao. Đây, thầy sẽ nhân vô đây, nhân vô đây. Như vậy đây thầy sẽ nhân ra bằng 1 phần 2x này, cộng đây cho 5 phần 2 đúng không? Trừ 4 này, bằng này. Thầy lấy 1 phần 3 nhân vô đây và nhân vô đây. Như vậy nó ra được ở đây là 1 phần 3x trừ 1 phần 3. Đúng chưa? Bước đầu tiên như vậy phải không? Tiếp tục thầy dồn x trong bên nha. Như vậy 1 phần 2x chuyển vế đổi dấu trừ ở đây 1 phần 3x, ở đây âm 1 phần 3 bên đây ghi lại, cộng 5 phần 2 chuyển thành trừ 5 phần 2, trừ 4 chuyển thành cộng 4 ở đây. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đặt x ra chung, bên trong còn lại lấy 1 phần 2 trừ 1 phần 3. 1 phần 2 trừ 1 phần 3 thì bằng 1 phần 6x. Còn cái này người ta dùng máy tính ta bấm đi. Âm 1 phần 3 trừ cho 5 phần 2 cộng 4
bằng 7/6 đi. 7/6, như vậy thì từ đây chúng ta suy ra x ra là bằng 7. Tại vì 6 với 6 là cùng mẫu này, như vậy x bằng 7, chúng ta kết luận vậy. Phương trình có nghiệm là x bằng 7, xong. Đó nghe, câu A này. Hiểu chưa? Câu B. Vậy đó, kem nhâm vô. Rồi, ta sẽ đi sang câu C. Câu C thì chúng ta cũng sẽ ghi đề lại cho thầy. Thầy làm bước đầu tiên nha. Ta lấy số 3 nhân vô đây và lấy số 3 này nhân vô đây. Như vậy chúng ta có là 3x trừ 6 đúng không? Các em thấy dấu trừ đằng trước trong ngoặc không? Dấu trừ đằng trước trong ngoặc này chúng ta bỏ ngoặc ra phải đổi dấu này, trở thành là trừ x trừ cộng thành trừ 1 ở đây. Ở đây là 2x trừ 4. Rồi ở dưới đây chúng ta 3x ghi lại này, trừ x đi ghi lại. Cái 2x này ta chuyển qua trở thành là trừ 2x ở đây. Trừ 4 giữ lại. Trừ 6 chuyển qua thành cộng 6. Trừ 1 chuyển thành cộng 1 ở đây. 3x trừ 1x là bằng 2x. 2x trừ 2x là bằng bên đây là 0x. Đúng không? Ở đây là 7 trừ cho 4 là bằng 3 ở đây. Như vậy chúng ta có cái dạng là 0x bằng A thì chúng ta kết luận là gì? Vô nghiệm gọi là vô lý này. Như vậy phương trình là cái chỗ này là vô lý. 0x thì không thể nào bằng 3 được. Như vậy chúng ta kết luận chỗ này là vậy, phương trình đã cho vô nghiệm. Nghĩa là không có cái nghiệm x nào mà thỏa mãn cái bài toán này cả. Tại vì khi chúng ta thấy x là nhân với 0 thì bằng 0, chứ không bao giờ ra một cái số 3 này được. Chúng ta sẽ đi sang câu D nhé. Ta sang câu D. Như vậy thì đây là 3x ghi lại, 3x trừ 4 ghi lại. Chúng ta cần phải lấy số 2 này nhân vô đây và nhân vô đây. Như vậy thì ở đây chúng ta có 2x này trừ 2 này. Ở dấu trừ đây đằng trước dấu ngoặc này thì chúng ta chỉ là có trừ 2 trừ trừ thành cộng x ở đây. Như vậy đây là 3x chuyển số 2 này qua trở thành là trừ 2x, chuyển cộng x ra trở thành trừ x bằng ở đây là gì? Trừ 2 trừ 2. Ở đây chuyển số 4 trở thành cộng 4. Như vậy ở đây chúng ta có là 0x và ở đây sẽ bằng 0. Cái trường hợp này chúng ta đã chỉ cho em cái cách kết luận rồi. Nên luôn luôn đúng. Đây luôn đúng này. Luôn đúng. Như vậy thì nghĩa là chúng ta thế cái x này vào ngay chỗ đây. Bất kỳ x nào khi nhân với 0 thì đều bằng 0. Như vậy thì phương trình đã cho là vô số nghiệm ha. Vậy phương trình đã cho có vô số nghiệm. Đó. Thầy đề chỉ cho em cái cách kết luận rồi. Nên cứ thế mà làm thôi. Hiểu chưa? Rồi ok, ta đi sang bài 7.13 các em nha. 7.13. Hiểu không? Rồi những cái phần giải phương trình như vậy thì rất là dễ. Tại vì chúng ta chỉ việc chuyển vế và đổi dấu thôi. Chả có làm gì cả. Nó rất là dễ. Bài 7.13 nha, gì đây? Bạn nam giải phương trình này như sau này. Ở đây em thấy là x với x đây. Ý là bạn ở bên đây chỉ x và bên đây chỉ x đấy. Em hiểu không? Ý là như thế. Sau đó ở đây chỉ x, đây chỉ x, sau đó bạn rút ra như này. Rút ra như này xong, bạn chuyển x ra đây, chuyển số 1 đây, lấy x trừ x lại 0x, 2 trừ 1 bằng 1 là vô nghiệm. Như vậy theo em là có đồng ý không? À, không đồng ý. Chúng ta không được phép chia ở đây, tại vì ở đây người ta chưa cho các em x khác không. Nếu như ở đây mà x khác không thì chúng ta có thể chia được, nhưng mà ở đây x khi chia hai vế cho x thì không được. Nha, mà chúng ta phải giải như sau này. Bước đầu tiên chúng ta phải nhân vô đây. Như vậy chúng ta có x bình phương cộng x chuyển vào đây, nhân vào đây. Như vậy đây x bình phương cộng 2x ở đây. Đúng không nào?
chúng ta chuyển hết vào một bên. Như vậy x bình phương cộng x, chuyển x bình phương qua đây, chuyển trừ 2x qua đây, bên này bằng 0. Như vậy x bình phương trừ x bình phương, đúng không? Ở đây x trừ x trở thành là trừ x bằng 0. Như vậy x ta đây là bằng 0. Phương trình ta đây có một nghiệm là x bằng 0 chứ không phải là vô nghiệm. Vậy phương trình có nghiệm là x bằng 0. Như vậy cách giải của bạn Nam là không đúng. Cách giải bạn Nam là không đúng nha. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở bài tiếp theo. Đó chính là cái bài 14. Ok. Nhìn đây nghe. Chu vi của một mảnh vuông hình chữ nhật là 42. Như vậy thì chúng ta hình dung ở đây, đây là hình chữ nhật. Chu vi thì bằng gì nè? Chu vi hình chữ nhật là bằng dài cộng rộng nhân cho 2, đúng không? Mà chu vi ở đây là bằng bao nhiêu? Bằng 42 này, 42 mét. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh vuông, biết chiều rộng ngắn hơn. Đây đây này, biết chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 3 mét. Như vậy thì nếu như thầy gọi biết chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 3 mét, như vậy thầy gọi nếu mà chiều rộng ở đây là x, chiều rộng ngắn hơn nè, ngắn hơn, như vậy chứng tỏ là chiều dài chúng ta sẽ là mấy? Kem, đó chính là x cộng 3, đúng không? Ví dụ chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 3 mét. Ví dụ chiều dài chúng ta 6 mét thì chiều rộng nó chỉ là 3 mét thôi. Mà chiều dài chúng ta 9 mét thì chiều rộng nó chỉ 6 mét thôi, đúng chưa? Hay nói cách khác là chiều dài nó tăng thêm gọi là 3 đơn vị. Đó, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta gọi x là chiều rộng mét, dài đó chính là x cộng 3 mét. Chúng ta thế vào chỗ đây là ra phương trình nè. Như vậy dài cộng rộng nè, chúng ta lấy là dài là x cộng 3 cộng đây cho x là chiều rộng, nhân đây cho 2 và bằng ở đây là 42. X cộng x ở đây là bằng 2x cộng 3 nhân 2 đây bằng 42, có đúng không? Như vậy chúng ta nhân vô, lấy 2 nhân 4 2 nhân 2 bằng 4x cộng đây 6 bằng 42. Như vậy 4x chúng ta đây chuyển 6 này qua, 42 trừ 6. Như vậy ở đây 4x sẽ bằng 42 trừ 6 là bằng 36. Như vậy x ta là 36 chia 4 là bằng 9. Như vậy chiều rộng ta đây là bằng 9 mét này, và chiều dài đây là bằng 9 cộng 3 là bằng 12 mét. Hiểu chưa? Đó, cái bài của chúng ta làm như vậy đó. Ok chưa? Hiểu không? Đó, những cái dạng này thầy nói em là phải tùy theo cái đề người ta cho, và chúng ta vận dụng những kiến thức mà chúng ta được học một cách linh hoạt để chúng ta giải xử lý nó một cách cho nó thích hợp nha. Đây kìa. Như vậy clip này đến đây là kết thúc em. Chúc em học tốt, bye bye nha. Trong clip sau thì giải em 3 bài còn lại. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh.